What's up anh em, vẫn là mình Tô Morat đây. Và như tiêu đề của clip, ngày hôm nay mình sẽ làm về vị tướng Annis với cái phong cách chơi full đam chí mạng vật lý nha anh em ơi. Một phong cách chơi có thể nói là khá là dị, nhưng mà anh em tự yên tâm, đây mình đánh thường thôi chứ mình đéo phải gọi là chơi đánh hạng kiểu xúc vật đâu. Mà mấy ông chuẩn bị cào phím thì nên dừng lại ngay đi nhá. Trận đấu này thì mình sẽ lên cái thanh kiếm đầu tiên, sau đó sẽ lên giày tốc độ đánh và lên song đao bão táp thứ ba nha anh em ơi. Nhưng mà đầu trận thì có thể nói là farm vàng đối với một cái chất tướng trợ thủ thì gọi là cực kỳ là khó khăn rồi, nên cũng chỉ có thể đi hỗ trợ bạn thỏ phê cỏ thôi anh em ơi. John này John trúng choáng rồi anh em ơi, ném và xít quẳng luôn anh em ơi. Một pha Wonder combo cực kỳ là chuẩn xác đến từ vị trí của Annis và Slim nha. Ôi, Rat tả sung hỗ đột lao vào trụ đối phương. Mình ném hỗ trợ để cho Raf rút lui nhưng mà vẫn không được. Esu bắn tỉa quá là chuẩn đi. Có thể nói là không lệch phát nào, anh em có thể thấy rất là chuẩn xác luôn. Annis thì là một cái chất tướng gọi là khống chế anh em. Nếu mà chơi phong cách bình thường hoàn toàn có thể lên full giáp hoặc là chơi nửa giáp nửa phép. Với cái trượng băng và một số trang bị làm chậm nữa. Nhưng mà trận đấu này thì mình sẽ lên full đam vật lý, nên có thể là nói là cái sát thương nó gây ra từ skin nó không được nhiều. Nhưng mà từ những đòn đánh tay thì mình cũng nghĩ là khá ổn đấy, bởi vì là nó có cái khả năng câm nặng đối phương từ những chiêu thức cũng như là làm choáng và bỏ chạy từ chiêu 2 thì cực kỳ là nhanh rồi đúng không nào. Mấy ông đã từng chơi sát thủ hay như nào đấy bắt không nổi con chân ngắn này chắc là cũng đã từng rất là cay cú đây. Tao là AD nhá. Cha tổng thế để khiêu khích để tìm bạn thôi chứ thực ra cũng chả có ý gì đâu. Trời ơi, dồn phát này dồn ui mấy ông ui dừng tìm bạn ném rất là đau nha, ném đau cực. Ui mấy ông có thấy gì không? Đéo hiểu kiểu gì ông Esu chỗ đéo nào. Ui đấy, tí nữa là Rat phát đấy mà trúng phát đạn đấy là oảng rồi nha. Esu có thể nói là ấy, tôi thấy rồi, tôi thấy ông Esu rồi nha. Ông ấy đứng tàng hình ở cái bức tường nha. Cái chất tướng của Esu thì chỉ có đứng vào KS thế thôi. Nếu mà anh em chơi trận nào mà có Esu thì nên chơi những cái chất tướng gọi là cứng cáp một chút, như kiểu Arum hay gì đấy, khắc chế Esu rất là tốt. Hoặc cũng có thể cầm Zuka để mà sốc sát thương chết Esu nhá. Hòa và Omen cũng mình thấy cũng rất là hợp lý. Nói chung là cái con Esu đấy thì có nhiều chất tướng để mà khắc chế lắm. Nhưng mà Annis thì đéo phải là chất tướng đấy, ok, bởi vì là nó chỉ có cái khả năng làm chậm và làm choáng thôi. Chứ nếu để mà đánh với Esu khác nào là lấy trứng trọi đá mấy không. Mà về cuối trận thì chưa chắc nha. Về cuối trận thì tôi sẽ lên full đam vật lý và chơi theo phong cách của một AD chân chính. Xem Esu team bạn có trầm trồ phát này, khống chế cả hai, lém choáng và cho Slim đứng một mình mà bắn, chứ mình đã thế nào giúp được bạn rồi vì máu của mình đã gần hết rồi. Slim ơi, về thôi Slim, về thôi, nên được giấy tốc độ đánh tăng thêm khả năng tốc độ chạy nữa rồi. Trời ơi Slim ơi, đã yếu còn hay ra gió, mình kêu bạn về bạn không về. Ui dừng tim bạn không làm mà vẫn có ăn kìa. SB chán vãi cứt, trời mình làm gì phải SB. Ai SB cho bạn đâu trời, ai SB cho bạn vậy trời. Có lẽ sẽ nên cái thanh kiếm này để gây thêm sát thương vật lý cái gì nhát vãi cứt thề. Điều ai này SB cho bạn mà bạn kêu mình nhát, trời what the fuck man. Mình là AD mình phải núp đằng sau chứ đúng không nào. Ok nhá, và tiếp tục đi săn sát thủ cũng như săn AD thì bạn thôi anh em ơi. Ui phát đấy. Cái ông Esu đúng như kiểu là hồn ma ở lấy đâu cứ đứng lô nô chỗ ở đấy, xong rồi thi thoảng tỉa phát một viên đạn bay ngang qua trời. Em đi ngang đây anh như gió mây qua trời. Níu đôi tay nhưng chẳng thể đón lấy, đành vậy thôi nhìn theo người đi khi đã xin một mạng. Một pha combo khá là đơn giản nhưng mà cũng hạ gục được cái mạng của John nha anh em ơi. Và đấy rất tiếc là sát thương vật lý của Slim cao quá, mình không cay hết được. Nếu không đã có pha hit gọi là Annis ăn mạng rồi, rất là đáng tiếc anh em ơi. Mà có vẻ như là mình cái lối lên đồ của mình chọn như thế này mà cái trận đấu nó vẫn đi vào một cái quỹ đạo giành chiến thắng rất là đơn giản nha, vì được căn bản đã được team gánh mà. Anh em có thể thấy là Rat đã dùng hỗ đột các combo vừa tốc biến rất là đẹp mắt luôn. Tuy là mình cũng đéo nhìn thấy đâu, nhưng mà mình nhìn qua cái bản đồ thu nhỏ thì mình nghĩ là combo cũng khá là đẹp mắt đấy anh em. Ok nha, mình xin cái trụ bạn ơi. Bạn làm gì được mình tầm này nữa trời. Với cái khả năng khống chế này thì làm gì có ai có thể ngăn cản được mình nữa. Có thể nói là với cái tướng trợ thủ này thì với một cái việc gọi là farm vàng đối với anh em nó là một cái gì đấy vô cùng là khó khăn ở đầu trận. Anh em phải nên tầm được 3 cái trang bị thì mới có thể farm vàng được ổn nha, chứ như mình bây giờ thì cũng chỉ gọi là chơi theo con phong cách trợ thủ nhưng mà lại rụt rè như kiểu là một AD kiểu là vậy đó mấy không. từ từ có lẽ mình sẽ lên cái kiếm Muramasa để kiểu như là tăng thêm khả năng xuyên giáp vậy. Ui, bây giờ đánh thường chí mạng được hơn 1k đam rồi kìa, 1055 sát thương vật lý. Ôi đau em, đau đít anh ơi, đau đít đừng, đau đít này. Nãy ai bữa cướp bùa tao đấy nhở. Tao Esu tao kinh nhở. Trời ơi, lại có mạng hạ gục rồi, lém choáng phát lại, Rat nhảy lên đấm phát nữa, kết hợp rất là tốt. Phát đấy mà không có mình thì Rat oảng chắc chắn rồi kìa. Ai Annis nên đồ gì dậy trời, mình là AD mình chả nên đồ như thế này, không thì nên đồ như thế nào. Anh em có thể thấy là đánh thường cũng chí mạng cũng khá là ổn đấy chứ, tốc độ đánh các thứ rất là cao nha. Tí nữa là các bạn xem sức mạnh của Annis nên full chí mạng kinh khủng như thế nào nhé. Chứ tầm này thì đầu trận thì có thể nói là cũng chỉ có thể gọi là ném skin hỗ trợ anh em, xong rồi đánh thường vài cái gọi là làm màu thôi, chứ thực ra gây sát thương cũng không quá là cao như mấy ông tưởng đâu. Khuyến khích anh em là chơi cái kiểu như này thì chỉ nên vào đánh thường hoặc là vào những cái chế độ nào đấy chôn cho vui thôi. cái gì kìa, hack map à, ai hack map hay là ông ấy bảo Rat hack map à? Vì căn bản mình thấy Rat anh cũng khá là hay mà, đấm đại thế mà hay lắm. Có thể nói là Rat team mình đánh đúng như kiểu là hack nên là team bạn mình nghĩ vậy. Ấy mình xin what the fuck, cứ tưởng ăn được mạng rồi thế mà cái ông Slim ném sát thương đâu vậy trời. Esu đầu trận ném rất là hay nhưng mà bây giờ thì mình rất là tiếc nha. Ấy Rat rất là tốt, Rat combo rất là hay nhưng mà sát thương vẫn chưa đủ. Zata đang cố bay lên trời nhưng mà mình đã ném cho Zata bay xuống rồi, Zata không thể nào bay được, Zata đã phải lên bàn thờ cắm gà hỏa thần anh em ơi. Có thể nói là Zata cũng mạnh lắm nhưng mà vẫn còn chưa đủ nha. Và tiếp tục sẽ là cái mạng hạ gục của ai nữa đây. Ném chiều cuối vào đây, dọa ma tiếp này. Morat đang lướt vào hảo hành chảm nhưng mà không giết được ai cả, lính thì không có. Chờ đồ Rat à, ôi có nghĩa là kiểu như chờ bạn ấy thun đồ rồi mới sono tới đôi Rat á. Thôn như bạn quê mình đầy nhá. Trời ơi, ấy ăn được một mạng rồi chứ trời ơi mấy ông. Tầm này có thể nói là hạnh phúc dâng trào khi mà một phát đánh thường lại ăn được cái mạng đấy, rất là vui sướng, cảm xúc đấy dâng trào trong tột độ nha anh em ơi. Có thể là mình sẽ lên thêm cái song đao bão táp nhỉ, mấy ông thấy thế nào? Nên song đao bão táp là món đồ thứ tư cũng khá là ổn mà. Cái này nên biến về trước hắn, ok nhé, sẽ lên phong bao bão táp. Như vậy là chuỗi nên đồ của chúng ta sẽ là cái giày tốc độ đánh đầu tiên, sau đó sẽ là cái kiếm chí mạng cũng như là kiếm Muramasa giúp giảm 70% giáp của đối phương. Và tiếp theo sẽ là cái song đao bão táp giúp kháng hiệu ứng, đồng thời là tăng tốc độ đánh và khả năng chí mạng nhé. Anh em có thể thấy là đánh thường rất đã thốn rồi nha, cũng không hề yếu tí gì luôn. Và mình đang sử dụng bảng ngọc sát thương chí mạng. Bảng ngọc thì này có gây thêm 30% sát thương chí mạng, đồng thời thêm cả cái thanh kiếm nữa thì nó là cái gì rất là to lớn rồi. Nãy ai chắc cả kia tao thấy nhà không biết giết tao, trời ơi. Mấy bạn có thể nói là cào phím rất là căng thẳng nha. Nhưng mà mình không hề quan tâm, mình tầm này chỉ có 5.000 kẹp ngân thôi. Mới ăn được một mạng mà cái to. Cái rất là to, cái rất là to, rất là to. Esu cái rất là to. Để xem vài phút nữa bạn còn gáy được hay không. Giết mày là được. Trời ơi, tạm biệt John nha. John có chạy bỏ mắt. Một pha KS rất là tuyệt vời đến từ vị trí của Nomia với cái chiều cuối khá là buồn cười. Choáng trúng chiều cuối thành công và từng team bạn đã phải nằm im tại chỗ rồi. Một pha Wonder Combo giữa mình và Salim khá là tinh tế và hợp lý nha anh em ơi. Bảo trận này chơi Annis theo phong cách AD, thế mà cuối cùng là lại hỗ trợ 14 mạng, giết được mỗi một mạng anh em ơi, khá là đáng tiếc nhá. Xong rồi thì mình sẽ lên thêm cái Lancelot giúp gây thêm sát thương vật lý mới được. Ôi ôi ôi, chết rồi, toàn vãi cả đài mấy ông, nó chém mạnh mẽ quá là mạnh mẽ đi. Cái gì kìa, không oải bét là thế đéo. Là mấy ông có thể dịch cho tôi được cái câu này không, mấy ông hiểu được cái bạn đấy vừa chắc cái từ gì thì nhớ comment xuống bên dưới nhé. Ok, và cái trận đấu này mình nghĩ là chắc cũng chỉ vài phút nữa là kết thúc thôi, bởi vì là team mình đang rất là mạnh mẽ nhưng mà mình gần chết rồi, sát thương của team bạn là quá lớn đi. Và có thể là mình sẽ phải biến về để đớp một tí máu sau đó mới chạy lên mới được. Chứ bây giờ nếu mà ở lại cũng chỉ kiểu như là một gánh nặng gì thôi mấy ông. Ok nha, với tốc độ chạy của Alice thì mình nghĩ là chắc chỉ tầm 15 giây là có thể qua được bên team bạn thôi. Giờ tại lại đếm số rồi đâu. Ừ đúng thật, mình không thấy Zata trên bản đồ nữa rồi. Mình chỉ thấy Zata ở bên một góc bản đồ thu nhỏ với cái màn hình màu đen thôi. Ừ thì sao, ui vẫn rất là gáy to nha. Gáy rất là to, gáy rất là sung. Team bạn có thể nói là liên quan từ thôi bay, đéo ai chơi từ bạn hiền. Bây giờ đang thắng thế phải đẩy luôn chứ ai, còn từ thế đấy ạ. Ui, ném skin hack não nhưng mà không hack não được dừng team bạn, nhưng mà dừng team bạn vẫn phải chết rồi. Esu nào lên để cầu nguyện một cái chết nhẹ nhàng mà mình đã ban phước cho Esu. Zena đang cố quay tay, Zena đang cố múa quạt, Zena đang cố làm tất cả nhưng mà anh ta vẫn bị hạ gục, và có lẽ clip của mình sẽ kết thúc tại đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.